Xin chào anh em, xin chào quý vị và xin chào các bạn. Tôi đang đứng ở ngã ba đường và thực sự đang rất băn khoăn, không biết nên về bên này, một chú khủng long off-road hay một căn villa sang trọng bên này. Thực sự là rất băn khoăn. Anh em có thể tư vấn giúp mình bằng cách comment bên dưới clip không? Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết sự khác biệt giữa F-150 Raptor và F-150 Limited, đều là phiên bản 2018 thưa các bạn. Thực sự rất băn khoăn, tôi rất băn khoăn. Cùng trên nền tảng F-Series là dòng xe bán tải cỡ lớn của Ford, thành công vô cùng, số 1 thị trường Mỹ luôn. Điều đó ai cũng biết. Nhưng nếu được chọn, bạn sẽ chọn mẫu xe này có giá bán hơn 4,2 tỷ hay mẫu xe này có giá hơn 4,5 tỷ. Khi đã bỏ tới số lượng tiền như thế rồi, có lẽ chỉ phụ thuộc vào sở thích mà tôi sẽ không băn khoăn vào cái việc chênh nhau mấy trăm nữa. Bởi vì đơn giản, tôi có ngân hàng hỗ trợ. Rất đơn giản thôi. Mình nói thực sự là không bao giờ thiếu tiền luôn, chỉ thiếu nợ ngân hàng thôi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Rõ ràng là các bạn sẽ nhìn một cách tổng thể, các bạn sẽ thấy hai cái đầu xe của F-150 Limited và F-150 Raptor rất khác nhau, kể cả form xe tổng thể luôn. Nếu như F-150 Raptor là do performance, họ hướng tới khách hàng là thích off-road, thích chạy những cái cung đường thật khó rồi vân vân, thì các bạn hãy xem, ngay cả chưa kể cái đặc tính bên trong mà ngay cả cái thiết kế bên ngoài, các bạn cũng sẽ thấy một chiếc lưới mặt ca lăng này rất thể thao đúng không ạ. Nhưng nếu như các bạn nhìn sang bên này thì trông nó sang chảnh hơn hẳn. Và khi mà điều chỉnh cái lưới tản nhiệt thì đương nhiên cái đèn pha của hai xe nó cũng sẽ phải khác nhau. Ford rất giỏi và các hãng xe cũng rất giỏi làm điều đấy. AMG M rồi vân 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 vân, rồi dòng SV vân vân, tất cả các cái thương hiệu hạng sang họ đều làm rất tốt những cái việc như cản dưới cũng vậy thưa các bạn. Cản dưới của F-150 Raptor này là cản sắt cứng thể thao, từ thiết kế đến vật liệu khác hẳn luôn. Và phần chắn gầm cũng vậy, nắp kim loại. Thì các bạn sẽ nhìn sang bên này, các bạn sẽ thấy một cản dưới sơn bóng mềm mại. Và phần cản, phần ốp gầm này cũng thế, nó cũng rất mềm mại. Tôi chỉ off-road nhẹ thôi, còn cái này là off-road nặng, cái này là hơi nghiện. Và các bạn hãy xem, cùng là hai chiếc camera trong hệ thống cam 360, nhưng trên Raptor các bạn sẽ thấy, các bạn nhìn cận vào thì các bạn sẽ thấy có một cái vòi xịt ở đây. Và xin mời các bạn hãy nhìn sang bên này ạ. Không có vòi xịt. Đó. Được không ạ? Và chiếc logo cũng vậy. Limited nhá, là các bạn có thể thấy được cái chữ, nó đóng khắp quanh xe luôn. Như Raptor không cần, chỉ cái mặt ca lăng này đó là tạo ra thương hiệu, tạo ra một cái dòng sản phẩm, một cái version, một cái phiên bản. Chúng ta chỉ cần nhìn thôi là cũng sẽ nắm được. Treo bảng cho lịch sự, rơi lại treo vào đây. Đó. Rồi các bạn sẽ thấy. Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn về hai phần đầu xe, các bạn cũng sẽ thấy là đầu của Raptor nó cao hơn hẳn thưa các bạn. Phần góc thoát trước cũng vậy, phần bánh cũng vậy. Và có lẽ khác biệt lớn nhất trên hai cái mẫu xe này, các bạn sẽ thấy là cái hệ thống treo fork racing và càng A của Raptor là nó thiên về off-road. Cái đấy thì tôi sẽ không phải nói quá nhiều rồi, tôi chạy cả Raptor Ranger cũng vậy. Nó cực khác luôn. Nhưng xe này sẽ chạy trên đường xấu, đường như thế này nó vẫn êm. Nhưng chạy trên đường bằng với cái gai lốp như thế này, với hệ thống treo như thế này, nó sẽ không êm bằng chiếc xe này. Điều này có thể dễ đoán bởi vì hai cái sản phẩm nó sẽ hướng tới hai cái đối tượng khách hàng tương đối là khác nhau, chỉ một vài cá tính. Cùng là thích những chiếc xe to, cùng thích bán tải, nhưng người thì mặc áo khoác, áo vest, người thì mặc áo gì đấy, thậm chí không mặc gì cũng có thể. Đó.
Nhưng có lẽ các bạn hãy nhìn sang bên cạnh, các bạn hãy quan sát phần thiết kế bên hông, các bạn sẽ thấy rất khác luôn. Vỏ bánh xe trên Raptor rộng hơn ạ. Trông nó như thế này. Đấy, kiểu Lý Đức. Tôi là Lý Đức đấy. Cơ bắp hơn. Lốp cũng vậy. Lốp dày ạ. Và có bộ phận bít lóc là khóa cái la răng với cái lốp này ra. Bởi vì khi mà chúng ta chạy, chúng ta siết vào cua ở trên đường khó, đường trơn, đường trượt ấy, thì rất có thể nếu mà chạy ở tốc độ cao, đã thiết kế phũ mà, thì cái bánh này nếu như không có phần hãm này, nó rất có thể nó sẽ bay ra ngoài. Có đấy thưa các bạn. Ở trước tôi đã chạy, tôi đã nhìn một anh chạy ở trong Đại Nam rồi. Văng luôn. Đấy là sự thật. Và ngay cả cái phần bậc lên xuống này, bậc lên xuống này của F-150 Raptor là được đục lỗ, vật liệu nhẹ và để luôn ở cố định luôn. Chứ nó sẽ không thụt thò như Limited. Và nhìn F-150 từ phần trước ra phần sau và từ phần sau ra phần trước, từ trên xuống dưới, thì bạn sẽ thấy tôi là một kẻ cơ bắp. Rồi bây giờ chúng ta hãy sang bên này ạ. Nhìn Limited này nó có cái gì đấy nó mảnh khảnh nhỉ. Tức là biết mô tả như thế nào nhỉ. Lực cũng là lực sĩ đấy, nhưng mà nó có gì đấy nó mềm mại. Bậc lên xuống thì đây ạ, kéo ra. Bạn chờ tí tôi lấy chìa khóa. Rồi bậc lên xuống thì bạn chỉ cần kéo như này là lại ra thôi. Đấy. Có cảm biến bên, có cảm biến bên để hỗ trợ đỗ ghép xe. Cái này thì quá quen thuộc trên Ford rồi. Thực ra cái phần mà các bạn sẽ thấy này, cái phần những cái phần vòm bánh xe này, khi mà nó mảnh khảnh, nó nhìn cái vòm rộng thì nhìn nó rõ ràng nó không cơ bắp, nó không có cơ đâu, kiểu như tôi ấy, nó không có cơ. Nhưng mà chiếc xe kia sẽ là Lý Đức, nó phải. Phần cản sau cũng vậy. Cản sau trên Limited thì nó sẽ mềm mại hơn. Và thực sự là cái nắp thùng sau này này, các bạn sẽ không phải như thế này để mở đâu. Không phải bằng, mà chỉ cần đá lông nheo phát tách tách phát này là mở luôn đấy. Tôi tách tách cho các bạn xem. Nháy nháy. Đá hình phát là mở luôn. Cái này nó cũng tương tự thôi, cái bậc lên xuống thì nó cũng tương tự trên Raptor thôi. Phần kéo trailer, kết nối trailer các kiểu cũng như trên Raptor thưa các bạn. Đấy. Các bạn kể cả nhìn phần xa, phần ngang nhá. Rõ ràng là những cái đường nét nó khác hẳn ạ. Phần ô cửa kính trên cửa thì hai xe cũng khác nhau. Ở F-150 Limited sẽ có cái viền mạ chrome bên dưới, sơn bóng có một ở bên trên. Đấy rồi. Rõ ràng là khác nhau đúng không ạ? Đấy, cản dưới cứng này. Chắc. Phần bô này cũng vậy, ốp bô to hơn mà xuôi ra đằng sau. Có lẽ là nhìn hình là biết là hai cái phong cách nó rất rất là khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta hãy tiến vào nội thất để xem nhanh những cái gì khác biệt giữa hai cái sản phẩm này. Rồi. Thưa bạn, ngồi vào ghế F-150 Raptor đã cảm giác khác rồi. Thứ nhất là cái độ cao mình ngồi nó cảm giác nó cao hơn. Cái thứ hai là cái ghế nó ôm hơn. Và nó khắc trên cái ghế này là một thêu trên ghế là cái Raptor. Limited thì chút nữa các bạn sẽ thấy được. Và cái phần đỡ hông như vậy nó sẽ thể thao hơn nữa các bạn. Thể thao hơn. Đó. Ghế thì cũng không có massage như F-150 Limited. Điều khiển điện thôi. Về tổng thể thiết kế thì tương đối giống nhau, nhưng các bạn có thể quan sát thấy những cái chi tiết nó khác nhau, là ví dụ những cái chi tiết nhỏ như tôi đã chia sẻ rồi, thì cái phần những cái phần như thế này này. Đấy. Thì ở đây là kim loại. Còn trên F-150 Limited đó, thì nó sẽ bằng gỗ. Đây, mình đổi đèn ống máy lên cho các màn hình nó sáng lên này. Wow. Đó. Đấy. Sự khác biệt trên vô lăng các bạn có thể thấy ngay là hai cái lẫy chuyển số sau vô lăng thưa các bạn. Và điểm định vị trên vô lăng là một vòng
màu đỏ như thế này. Và trên F-150 Raptor thì sẽ không dùng phanh điện tử mà dùng phanh đạp, đạp bộc phát như này ạ. Đó. Trên Limited sẽ là phanh điện tử nha các bạn. Và các chế độ lái là sự khác biệt. Sự khác biệt rất lớn thưa bạn. Ví dụ như ở Raptor ấy thì tôi có thể điều chỉnh ngay trên vô lăng này ạ. Ba chế độ của vô lăng. Normal, Sport rồi. Và 6 chế độ lái. Cái này tôi cũng đã giới thiệu khá là chi tiết. Ok, lại lại vậy. Trên F-150 Raptor thì các chế độ lái là sự khác biệt rất lớn. Các bạn có thể chọn 3 chế độ của vô lăng. Một bộ xe thể thao ta có thể chọn 3 đấy. Như AMG luôn. AMG ở đây là AMG trên đường off-road được các bạn. Sport này, Comfort này. Và tôi có thể chọn 6 chế độ lái. Đây ạ. Những chế độ lái này thì tôi cũng đã giới thiệu khá là chi tiết rồi. Và thậm chí cũng thử trên chiếc Ranger Raptor thì các bạn có thể thấy được là sự khác biệt rất lớn khi mà tạo ra 6 trong 1 chiếc xe. Đó. Còn về menu điều khiển vân vân các kiểu thì là cũng tương đối giống này, các bạn có thể thấy này, những cái tính năng này. Những cái tính năng yêu thích này, rồi thông tin xe, rồi kiểm soát áp suất lốp vân vân, đồng hồ, rồi kéo trêu lơ, rồi địa hình vân vân. Ở đây có thêm cái ba da cho nên các bạn sẽ thấy được là cái tình trạng xe nó cũng sẽ hơi khác. Đấy, có chế độ ba da đấy và chế độ lái đấy. Ủa, chế độ ba da này hay lắm, cực hay luôn, nhưng mà mình chỉ thấy trên hình thôi, chưa được chạy phũ. Xe này phải chạy phũ mới thấy được. Còn các tính năng cơ bản như là Adaptive Cruise Control, rồi cảnh báo điểm mù giữ làn thì bây giờ nó là tiêu chuẩn trên xe Ford rồi. Các trang bị khác cũng tương đối giống, ví dụ như hệ thống gài cầu này. Đó. Hệ thống gài cầu. Khóa vi xay sau. Loa B&O ạ. 10 loa B&O. Rồi các cái kết nối USB, rồi vân 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 vân. Các cái hộc chứa đồ thì tương đối giống nhau. Nó nhưng rõ ràng khi mà ngồi như những cái điểm mà tôi vừa chia sẻ, các bạn sẽ thấy được là nó tạo ra một cái cảm giác thực sự là khác biệt. Đây là một chiếc ghế để tôi có thể đua được. Đây có thể là một chiếc ghế và một chiếc vô lăng với những cái tính năng mà tôi có thể chạy cực phũ mà tôi có thể đua được trên những cung đường địa hình cực khó. Nhưng mà trên F-150 Limited thì các bạn sẽ thấy được là lại sang chảnh thôi. Tôi đua đến khách sạn 5 sao, tôi đua đến khách sạn 6 sao, tôi đua nhẹ nhẹ vào giữa rừng, kiểu kiểu như thế. Nhưng dù sao thì chúng ta hãy cũng nên qua để xem để có sự so sánh trực tiếp. Còn hàng ghế sau thì xin phép không chia sẻ nữa bởi vì nó cũng tương đối là giống nhau ạ. Thưa các bạn, đúng là tôi cũng đến bái phục các kỹ sư thiết kế giỏi thật. Ngồi vào hai xe cảm giác khác nhau, nó chỉ khác từ vô lăng đến ghế. Ghế này như một chiếc ghế bành, ghế kia là ghế đua, khác nhau. Ngay cả màu da của trên hai xe. Màu xe da xe này với những cái logo Limited đóng dấu như thế này, nó khác hẳn luôn. Ngay cả cái vật liệu gỗ này, thưa các bạn, chỉ một chút thế này thôi, trên thành cửa, nó cũng tạo ra sự khác biệt. Và F-150 Limited là hướng tới tiện dụng hơn, cho nên là sẽ có cái hệ thống hỗ trợ ghép xe này. Nhưng mà thực sự với một mẫu xe to này, mà với những người lái xe to như này thì mình nghĩ chức năng này nó cũng hơi dư giả, cũng thuộc là gia đình có điều kiện thì mới trang bị cho lái những chiếc xe này, mà lại còn phải dùng đến tính năng này thì nghe nó cứ sai sai thế nào ấy. Vô lăng thì cũng sẽ trông nó trống hơn bởi vì không có hai cái lẫy chuyển số sau vô lăng. Các cái mốt thì cũng chỉ có 4 mốt mà mình lại sẽ điều khiển trên cái cần số này, thì tôi cũng đã chia sẻ chi tiết với các bạn ở trong một cái chương trình giới thiệu riêng về cái F-150 Limited này rồi. Phanh tay thì là sẽ phanh điện tử. Đó. Nó sẽ khác so với F-150 Raptor. Đấy, còn về tổng thể về form, nhưng mà phải nói thực sự là quá nể luôn. Rất nể. Một mẫu xe một mẫu xe nhưng mà các phiên bản khác nhau họ tạo ra sự khác biệt rất
lớn ngay từ thiết kế bên ngoài, ngay từ khi mà chúng ta bước vào trong khoang nội thất. Một điểm cuối cùng, các bạn hãy ra ngoài hãy quan sát sự khác nhau hai mẫu xe này. Một chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng là để thay cho lời kết, mời các bạn. Và cho đến phút cuối cùng, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết chọn xe nào cả. Thưa các bạn, các bạn hãy nhìn xem concept hai sản phẩm rõ ràng là ngay từ chiếc đèn định vị này. Bên này tôi đi đường rừng, đường khó, cần một cái đèn định vị nó ấn tượng thì tôi sẽ có màu cam, một vòng trên đèn pha, 3 điểm trên mặt ca lăng. Còn bên này thì các bạn sẽ thấy ánh sáng thật dễ chịu và mềm mại như chính lời mình chia sẻ. Và ôi thôi, bây giờ mình cứ như thế này vẫn chưa biết chọn xe nào luôn. Anh em có thể lúc thì nghiêng bên này, lúc thì nghiêng bên này. Vâng, nếu như anh em chọn xe nào, giúp Hùng chọn xe nào thì hãy comment bên dưới clip nhé. Và đừng quên rung chuông cũng như subscribe kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.